công nghệ tiền sử đã vượt xa khoa học của nhân loại. Nhân loại xuất hiện từ bao giờ? Tưởng chừng trong sách giáo khoa ở trường đã cho chúng ta đầy đủ câu trả lời. Tuy nhiên, lại có hàng trăm hiện vật cổ đại không ăn khớp với khoảng lịch sử chính thống này. Một vài phát hiện thậm chí còn đặt nghi vấn về nguồn gốc thực sự của nền công nghệ hiện đại. Thậm chí, có những phát hiện cung cấp những manh mối vô giá về nguồn gốc loài người cũng như nền khoa học của nhân loại. Một thí dụ điển hình của những hiện vật công nghệ kỳ lạ không ăn khớp với dòng lịch sử chính thống chúng ta biết là một cục pin cổ đại 2.000 năm tuổi được khai quật ở Baghdad, Iraq. Chiếc pin cổ đại này bao gồm một bình chứa màu vàng bằng đất sét kèm theo một trụ đồng có kích thước dài 12cm, rộng 4cm bên trong. Dựa vào kết cấu, khi tạo ra một chiếc pin tương tự, nó có thể sản sinh ra một điện áp tương đương với một cục pin hiện đại. Công nghệ này quả là một thách thức cho giới khoa học về sự tồn tại quá sớm của pin cũng như ứng dụng điện vào đời sống như vậy. Nếu như việc sử dụng điện vào 2.000 năm trước khiến chúng ta chấn động, thì việc sử dụng các bánh trăng trước Công Nguyên là một chủ đề sẽ khiến chúng ta kinh ngạc hơn. Một cỗ máy thiên văn có tên Antikythera được phát hiện vào năm 1901 trên một con tàu Ai Cập bị đắm khoảng năm 80 sau Công Nguyên. Tuy nhiên, mãi đến thế kỷ 21, với sự hỗ trợ của những công cụ quét hình hiện đại, người ta mới khám phá ra cơ cấu phức tạp bên trong cỗ máy. Phân tích sau đó đã cho thấy thiết bị này có chứa tên một số thiên thể và các cung hoàng đạo. Thiết bị thiên văn này được đặt trong hộp gỗ và có nhiều bánh răng đồng ăn khớp với nhau. Mỗi lần quay là tất cả bánh răng bên trong sẽ xoay. Tính toán vị trí của mặt trời, các giai đoạn của mặt trăng và vị trí của các hành tinh. Phải mất rất nhiều năm, các nhà khoa học mới giải đáp được một phần bí ẩn của cỗ máy vạn năng này. Trong vô số các cổ vật thách thức công nghệ hiện đại, còn có trụ sắt Delhi ở đền thờ Hồi giáo Quwat Ul Islamos ở Delhi, Ấn Độ. Cột trụ Delhi cấu tạo từ hợp kim sắt có thể chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên trong 1.600 năm mà không bị oxy hóa. Làm thế nào để giải thích một kỳ tích 1.600 năm tuổi của ngành kỹ thuật luyện kim như vậy? Ngay cả châu Âu, trình độ kỹ thuật chế tạo ra một vật có kích cỡ tương tự chưa thể xuất hiện cho đến cuối thế kỷ 19. Tương tự, các nhà khoa học vẫn không thể lý giải tại sao một vài hộp sọ của người và động vật có niên đại lên đến 40.000 năm tuổi lại xuất hiện các lỗ do bị đạn bắn. Những chuyên gia đạn dược đều cảm thấy chấn động khi tiếp xúc với những mẫu vật này. Phải chăng những con người ăn lông ở lỗ thời tiền sử đã mang theo súng bên mình? Tháng 6 năm 1968, người ta phát hiện thấy một dấu chân hóa thạch dẫm lên một hóa thạch bọ Ba Thùy. Dấu chân hóa thạch này mang dày cỡ 13 và được ước tính có niên đại khoảng 200 đến 600 triệu năm trước. Điều đáng nói, loài bọ Ba Thùy này đã tuyệt chủng vào 280 triệu năm trước. Và các nhà khoa học hiện đại chưa có một ai có thể trả lời cho câu hỏi nhân loại 280 triệu năm trước lẽ nào đã biết đi giày. 5 năm trước, khi anh em nhà Wright thực hiện chuyến bay đầu tiên của nhân loại, người ta đã phát hiện một chiếc máy bay gỗ 2.200 năm tuổi ở Ai Cập. Các nhà khảo cổ học cho rằng mẫu vật đó chỉ là một tác phẩm điêu khắc hình chim được cách điệu. Những vật thể kim loại tương tự cũng được tìm thấy ở các khu vực khác nhau của châu Mỹ thời tiền Colombo. Thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, những bức bích họa trong hang động được tìm thấy tại các khu vực xa xôi trên thế giới dường như đã khắc họa một thời kỳ phát triển rực rỡ của lĩnh vực du hành vũ trụ. Bên cạnh những hiện vật, chúng ta còn có những ghi chép về một thời kỳ văn minh xa xôi có công nghệ vượt bậc được cho là công nghệ về vũ khí hạt nhân. Dưới đây là một đoạn nội dung được trích trong cuốn Mahabharata, một tác phẩm sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Một viên đạn đơn lẻ chứa bên trong nó tất cả sức mạnh trong vũ trụ. Cột khói và lửa sáng rực như cả vạn mặt trời vút lên cao với tất cả sự chói lòa của nó. Đây là một loại vũ khí vô danh, một tia sét, một sứ giả thần chết khổng lồ đã thiêu rụi cả một chủng tộc thành tro. Xác chết bị cháy xém đến mức không thể nhận dạng. Tóc và móng tay rời ra, các bình gốm vỡ vụn không rõ nguyên nhân. Và những con chim trở nên trắng bệch.
Nếu ai đó đề xuất giả thuyết cho rằng đoạn văn trên đang miêu tả một vụ nổ hạt nhân thì rất nhiều người sẽ khó có thể chấp nhận. Nhưng tại thành phố Rajasthan, Ấn Độ, một khu vực có diện tích khoảng 8 km2, hiện nay đang bị bao phủ trong một lớp tro bụi phóng xạ khổng lồ không thích hợp để sinh sống. Điều này khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết trên. Không chỉ riêng sử thi Mahabharata, một số tư liệu Ấn Độ giáo khác cũng thuật lại sự tồn tại của các vũ khí hủy diệt có khả năng xóa sổ cả một quân đội trong nháy mắt. Sự hiện diện của công nghệ hạt nhân thậm chí không chỉ có trên sử thi. Năm 1972, một nhà máy của Pháp nhập khẩu quặng uranium từ Oklo, Gabon, Châu Phi. Các nhà khoa học phát hiện quặng uranium tại đây được chiết luyện và đã qua sử dụng. Không chỉ vậy, họ còn khám phá ra khu mỏ này có một lò phản ứng hạt nhân ngầm dài vài dặm và có niên đại khoảng 1,8 tỷ năm. Kết cấu của lò hạt nhân này rất hợp lý và có chủ đích. Lò hạt nhân này đã hoạt động suốt 500.000 năm. Vài người cho rằng đây là một lò phản ứng được hình thành trong tự nhiên, trong khi những người khác chỉ ra rằng điều này hầu như không có khả năng. Khu vực này đã bị phá hủy hoàn toàn do hoạt động khai thác, để lại một bí ẩn chưa có lời giải thích. Có thể thấy, một thời xa xưa con người đã sở hữu những công nghệ hiện đại thách thức khoa học công nghệ ngày hôm nay. Khoa học chân chính có trách nhiệm phải đặt nghi vấn, tái nhìn nhận và liên tục tái định nghĩa nền tảng căn bản của nó khi những khám phá mới xuất hiện. Cho nên những phát hiện về những nền tảng khoa học tiền sử bị lãng quên này khiến chúng ta đặt nghi vấn về sự hiểu biết của mình. Có lẽ rằng với trình độ phát triển công nghệ khoa học của thời tiền sử đã cách rất xa thời đại chúng ta bây giờ.